Thôi Đó, thôi. lâu lâu được gì thì ra Được đây học. Good evening teacher. Good evening trời, nhưng khuôn mặt rất đẹp. Những khuôn mặt rất quen thuộc. Trời ơi, so let me see now. Good evening class, do you remember me? Các bạn có nhớ cô không nào? Do you remember me? Oh, look at this. I see it. Trần Duy Phong này, Duy Phong lần này trông lên đã nhỉnh hơn một chút sau một kỳ ăn Tết. Okay, and Ngọc Hân thì tóc có vẻ dài hơn này. Oh, buộc hết đằng sau rồi. And trong lớp mình nhá, các bạn nhớ để tên đầy đủ nhá, cả họ cả tên nhá. Và mở cam mở mic nhá. Trong trường hợp các bạn không mở cam mở mic thì thầy Quân sẽ auto là cho các bạn không được tham gia buổi học, nên là rất là tiếc đúng không? Đó, thì các bạn có thể mở cam và mở mic lên để cô xem các khuôn mặt xinh đẹp của cô và sau một thời gian băng đi lớp cộng đồng thì các bạn như nào nhá. Bạn Thảo Linh, bạn Hoàng Uyên là ok, Ngọc Khuê và Mèo Mơ. Hôm nay có mỗi Ngọc Khuê thôi chứ Mèo Mơ đâu? Mèo đâu? Mơ đâu? À Mơ à, ok, thế đằng sau của cô có Quảng Thượng kìa, các bạn còn nhớ Quảng Thượng cô không? Yeah, this is my cat, you know, she's sitting on the bed. Yeah, thế nào? Lưu Quang Sơn, toàn các cái khuôn mặt rất là quen thuộc. Hà Bình An này, bạn 12345, bạn tên gì nhờ? Bạn để tên đầy đủ cho mấy cô nhá, để chút nữa ấy. Chút nữa là cô sẽ in cái phiếu điểm danh ra ấy, để xem là có những tên bạn nào, để dần dần sau quá trình mình sẽ tích điểm nhá. Ok, Hà Bình An này, Thỏ này, lại Huyền My này, Tiến Minh à, thế hôm nay thần đồng Vi Olympic toán này có vướng lịch thi toán không? Tiến Minh có thể nhắn tin lên trên chat cho cô. Nào, ok, so nào, cô nhìn cho con. Có rất nhiều khuôn mặt mới, ví dụ bạn Bảo Bảo Ngân này, bạn Ngân là bạn gì đây, bạn An Giang và bạn An Giang Nguyễn Hồng Yên. Các bạn nhá, có một số bạn thì đang không có mở camera lên và sẽ rất là khó trong quá trình cô theo dõi các bạn học tập, vì vậy là đề nghị các bạn mở cam mở mic lên, mở cam lên nhá, right? Tại vì lớp mình học đông cho nên là mình không thể mở mic được. Các bạn nhớ mở cam và ngồi ngay ngắn trước màn hình nha. Welcome, welcome. Yes, I see the chatting. I see the chatting here. Nguyễn Thái Bảo, Trần Gia Phúc, Nikki. What's your name, Nikki? Can you write down your name, the full name in Vietnamese, please? Bạn Nikki nha, bạn có thể đổi tên lại là tên gốc của mình nhá. Đúng không nhỉ? We don't use nickname on the class, you know? Please, you change the name on the Zoom. Mẹ bé có thể giúp em là có thể thay đổi tên của Nikki cho em nhá. Right, xem nào. Đặng Đức Anh Thái, lớp 2B. Phạm Thùy Dung. Ui, Phạm Thùy Dung có cái ponytail xinh quá. Right. So now I need to see the chat. In my class we have the 100 per people here. It's a crowd. Yeah, today we have a 100 students. Hôm nay mình đang có giới hạn là 100 bạn. Ok, giới hạn là 100 bạn, vì vậy là khi mà lớp mình đã đủ 100 bạn, hoặc những bạn nào không có đủ tên đầy đủ, như ví dụ bạn Thỏ này, bạn Thỏ bạn đổi tên lại nha. Right. Oh, what do you want to text to me? Võ Minh Khang, hello teacher. Okay. Đỗ Thành Nam là buổi đầu tiên đúng không? Okay, don't worry. Phương Linh mới học. Okay. Con không bật cam được cô ơi. Nhớ nhá, lớp mình cố gắng bật cam nhá. Không, thường thường là sẽ có một cái công cụ ấy, quét các bạn, nếu mà các bạn không đủ tên họ đầy đủ thì sẽ tự động bị kích ra ngoài ấy, và rất là phí cho buổi học của mình nhá. Đó. Đó, cho nên là các bạn nào ví dụ bạn để là iPad chẳng hạn đấy. Bạn nào để iPad thì bạn để lại cho cô nào, được chưa? No spam on the class, right? Nguyễn Thái Sơn này, bạn đừng spam nhé, không là bị tắt chat đó. Okay, so look at this now. We have so many students now. Are you ready for the class today? Let's first. I want to introduce you about myself. Trước tiên này cô xin giới thiệu lại
về giáo viên của mình hôm nay nha. Cô tên là Trần Bảo Ngọc và một số bạn cũng đã theo cô từ đầu năm từ tháng 9 năm ngoái rồi. Tuy nhiên là đợt này sẽ có rất nhiều bạn mới tham gia lớp mình. Vì vậy là mình cũng sẽ có một bài làm quen nha, nhỏ trong thời gian đầu tiên đúng không? Ok. Và trong lớp học nhá, thì mình luôn có một cái quy định là chúng mình sẽ ghi tên đầy đủ khi mà tham gia lớp học này. Đó, và lớp sớm trước 10 phút để có thể ổn định Zoom này, ổn định bài học này. Và đúng 8 giờ là mình sẽ vào lớp học nhá. Còn bây giờ thì, are you ready for the class now? If you're ready, say yes in the comment to let me know that you are ready for the class. Or you will use the icon, raise your hand. Yes, of course, you say yes. So, okay, let me see the screen now. Here we go. I see so many hands here. So can you use the icon raising hands to let me know that you are ready for the class? Raising hand, raising hand. Raising hand. Good. Raising hand. Có thể các bạn giơ tay lên trên này. Đó, các bạn giơ tay trên trước màn hình, cô nhìn thấy này. Hoặc là các bạn có thể là dùng icon raise hand. Đúng rồi, bạn Duy Phong. Ready. Nguyễn Minh Anh ready và các bạn. Yes. Nhớ nha, turn on the camera. Good. Now, I'm checking. Good job, good job. So now, cô đã thấy các bạn rất là sẵn sàng rồi. Bài học của chúng mình ngày hôm nay, chúng mình sẽ có một buổi gần như là sẽ ôn lại từ đầu đến cuối cuốn sách cũ mà chúng ta đã từng đi qua. Thùy Dương đúng không? Rồi, Thùy Dương có thể cho cô biết là thời gian vừa rồi mình đã hoàn thành xong sách rồi đúng không nhỉ? Thì Thùy Dương thấy nổi bật nhất là về phần nào? Để cô mở mic cho Thùy Dương nha. Ôi, lâu lắm rồi, long time no see Thùy Dương. Ok, can you open your microphone please? Yes. Good evening. Nào bây giờ thế thì cũng coi như là thay mặt các bạn ở trong lớp, kể cả các bạn cũ này. Đó, Thùy Dương coi như thay mặt các bạn cũ đi và để cho các bạn mới có thể là biết ở lớp mình như nào. Thì Thùy Dương nói chuyện cùng một chút nhá. Vừa rồi Tết đấy, thì có ở nhà ôn bài không? Thì hỏi thật đấy, hỏi nhỏ thôi. Có ở nhà ôn bài không? Ở nhà con còn bao nhiêu đề quiz tiếng Anh ở trên cô chơi ác, cô tiếng Anh con chơi ác của có rất nhiều đề quiz. Thế là bao nhiêu đề ở Google Form đó cô ạ? Con vừa mới làm được xong một đề xong. Đấy, thế là có quá nhiều đề quiz cho Dương đúng không? Thế Dương giờ này là có vẫn giữ phong độ học tiếng Anh chứ? Vâng. Giữ phong độ nha. Thì bây giờ Dương à, thì thường thường là giới thiệu với cả lớp nha, bạn Dương này, bạn Khuê và một số các bạn khác như bạn Phương đó. Các bạn thì là gần như là trợ giảng của giáo viên rồi. cho nên là có gì thì trong nhóm Zalo của mình nhá, sẽ có một số các bạn tiêu biểu và có thể hỗ trợ cho các bạn khác nhá, được không nhỉ? So now I need to share the screen. Rồi, như bạn Dương đã vừa chia sẻ là các bạn có rất nhiều bài tập đúng không? Các bạn có quá nhiều bài tập để hoàn thành này. Các bạn có quá nhiều thứ để học này. Và bây giờ là không biết là cái chương trình học như thế nào. Vì vậy là hôm nay mình cũng sẽ ôn lại một chút các con nhá. Mình ôn lại một chút về chương trình để xem là các học sinh của cô học như thế nào. So, let me share the screen now. Big English City 1. Here we go. Can you see the screen? Can you see the screen now? From the mountain tops to the bottom of the sea, from a big blue whale to a baby bumblebee, if you're big, if you're small, you can have it all, and you can be anything you want to be. It's bigger than you, it's bigger than me. There's so much to do and there's so much to see. The world is big and beautiful and so are we. Yes. Ok. Có bạn nào đã nhìn rõ ở trên màn hình không? Yes. Ok. We have Big English. Yes. Sách của chúng mình trong thời gian vừa rồi, chương trình của chúng mình thời gian vừa rồi đó là sách Big English và do bên Pantado đã remake lại sách, được chưa?
Right. Thì các bạn cũ thì các bạn đã được học gần như là hết cuốn sách này rồi. Còn các bạn mới thì sao? Trong thời gian vừa rồi các bạn với lượng kiến thức nhận. À, Duy Phong không vẽ lên bảng nha. Please don't. Ok. Ngắt lời cô nha. Bây giờ màn hình vẫn chưa hiện ra được bài học của các con. Với cả là cô tắt giúp mình cái vẽ lên bảng giúp mình nhá. Ok. Here, can you see the screen? Yes, can you see the screen? Yes or no? It's okay now. Yes, here. Thời gian vừa rồi các bạn đã được học qua 9 unit của sách Big English One, right? Thì bây giờ chúng mình sẽ có một việc, đó là mình revise lại hầu hết tất cả kiến thức này. Nếu mà trong và cuối giờ thì mình sẽ có một cái cuộc bình chọn xem là mình sẽ ôn lại kiến thức hay là mình học sách mới nhá. Được không? Ok, mình sẽ đi tiếp chương trình khó hơn hay là mình sẽ học cái chương trình lại chương trình này. Ok. So now are you ready for the class? Are you ready for the class? Yes, ok. The first one with the unit one. Today we have the activity 2. Matching. Okay, the first listen one. Listen and match. Okay, this is matching. Đây là bài nối nha. Hôm nay chúng mình sẽ ôn lại một chút. Đây là bài nối nào. Look at the board. Look at the board here. We have some school supplies. We have some school supplies. Chúng mình có một số các cái vật dụng mà mình học này, à mình đem đi học này, để chơi đồ dùng học tập ý. Ok, nếu mà bạn nào đang có đồ dùng học tập trên bàn này, để hết lên trên bàn cho cô nào. Ok, look at the picture. You will show me how the school supplies on the table. Right, các con để hết các cái đồ dùng học tập của mình lên trên bàn nào. Good job. So now, you need to listen. Đây các con sẽ nghe nhá. You need to listen it. And then matching. Cô sẽ mở phần chat cho các con để các con có thể là ở cùng cô làm bài nhá. Mình cùng chữa ha. Two erasers. Okay, the first one. Two eraser. Two eraser. Which picture is two erasers? One. Oh, look at this. À, các bạn chỉ trả lời một lần thôi nhé, không cần phải trả lời quá nhiều lần đâu. Yeah, ok. Everybody say, oh, lớp này hình như học hơi bị tốt đó nha. Right, two erasers. Good job. Erasers. And, okay, are you ready to the next question? Are you ready to the next question? Yes. Five crayons. Five crayons. Which picture? Oh my god, you got the right answer. Right, các bạn trả lời rất là nhanh, rất là tốt trong phần comment này. Yes, next one. Six rulers. Six rulers. Now comment for me for the answers, please. Six rulers. Six rulers, okay. Oh, picture four. Yes, and the last one. One desk. We have one desk. Which picture with one desk? À, Hà Bình An là rất hay có những cái đáp án rất là nhanh chóng. Ok, Tiên Dương Hà Bình An nha. And the last one. Nine pencils. Nine pencils. Yeah, of course, it's a picture five. Way to go. Yeah, way to go. Cả lớp làm tốt lắm. Đấy là màn khởi động của mình nha. Mình sẽ có đâu đó loanh quanh là 6 đến 7 bài khởi động. Ok, rồi nào. Các đáp án vẫn tiếp tục được lập ra. Có thể là các bạn comment chậm đúng không? Các bạn chỉ cần trả lời một lần thôi. Ví dụ như picture 5. 5, không cần trả lời quá nhiều lần đâu. Cô sẽ đọc được mà. Khang trả lời thì nhiều lắm nha. Ok, next one. Sorting. Look and listen. Sorting. Put the things that are in the classroom in the red box. Put the colors in the blue box. Okay. The question for this exercise here that you will divide all the picture into two groups. Okay.
two groups. Yes, group one and group two. Group one, you will use for school supplies. Group two, you will use for colors. So in this question, I want to call a random one, right? Cô bây giờ cô muốn gọi một bạn nha, bất kỳ nha. Bài này cô muốn gọi một bạn bất kỳ nào. Can you raise your hand to let me know that you're ready? Các bạn có thể dùng icon nha. Ngọc Quê, Minh Khang. Oh, thế cô muốn một nhân vật mới nào? Một nhân vật mới nào? Bạn nào nào? Các bạn giơ tay nào. Okay, raise your hand. Duy Phong à? Toàn các anh chị gạo cội này. Okay. Okay, here we go. Who can? Lan Thư sao? Con có làm được không? Can you? Do you want to join Lan Thư? Or Sammy? Can you raise your hand? Can you raise your hand? Có thể giơ trước màn hình máy tính là cô đang xem một lượt của các bạn nha. Cô đang xem một lượt màn hình của các bạn này. Yes. Uyên Nhi à? Okay, Uyên Nhi. Okay, I ask you unmute. Con có thể bấm nha. À, con bấm chấp nhận nào. Chấp nhận mở mic nào. Yes, can you hear me? Yeah, thưa cô, con đọc. Orange. Okay. The first group. Bây giờ con có muốn xem màn hình không? Right. Okay, nào thế thì nó sẽ hơi khó cho con, nó hơi lag một chút nha. Thì bây giờ nào, mình sẽ chia nó thành hai cột đúng không? Bây giờ các bạn nha, trong lúc bạn làm thì các bạn sẽ cùng làm và gửi cho cô lên phần chat nha. Nào con nào, thì phần nhóm đầu tiên with the school supplies. So can you read out loud all the words of school supplies for me, please? Các cái đồ dùng học tập ạ. Cái thước. Thước, okay. Thước. In English. Yeah. In English, trong tiếng Anh nào. Cái thước là in English. We'll start in English. Just take it. Thước cô là ruler. Yes, it's a ruler. Ruler. Right. We will move here. Okay, it's not. Ruler. No. Next one. Who's next one? Các bạn comment à? Các bạn comment rất là nhanh luôn. Notebook. Yeah, okay. Notebook. Oh, what? Can you? Con đọc lại được không? Can you repeat it? Từ gì cô không nghe rõ lắm ấy. Tại chắc là do mạng lag ấy. Okay. Which word? Notebook. Cái bút. Cái bút, okay. Thế con có thể trả lời cho cô bằng tiếng Anh được không? Pen. Yes, a pen, right? A pen. Okay, repeat pen. After me. A pen. A pen. A pen. A pen. Good. Mình chỉ lưu ý nha, các bạn lớp cũ của cô thường thường là các bạn phát âm giỏi lắm ạ. Đó, các bạn đã được học rồi. Tuy nhiên các bạn mới chưa biết đúng không nhỉ? So, next one. Con có thể tiếp tục cho cô nào. Next one. Đúng rồi, Khang comment đúng lắm, Thủy Dương comment đúng lắm. Next one. Book. Okay, book. 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 And the last one is? Là cái cuối cùng là the last one. The last one is chair. Chair. Yeah.
Good. Now, can you read out loud for all the class and everybody here? Hold the words, please. Ruler. Ruler. Con đọc theo cô nào. Ruler. Oh, where is this? Where is my student? Ok, để có thể remix lại một chút nha, bởi vì có một số bạn là hình như là quên mất cách đọc của các từ rồi đúng không nhỉ? So, the first one, ruler, pen, book, and chair, right? The next one, I will call Võ Minh Khang à. Võ Minh Khang, can you? Hello, teacher. Yes, hello, my boy. You have a new hair, right? Yes. Yes, it's suitable for you. So now, in the other columns, can you read out all the words here, please? Red, green, red, blue, green, blue, and yellow. Good yellow. Job. Yes, exactly. So now, way to go. Great. I want to ask Võ Minh Khang more. So, how do you study at school? Like, is this okay or not? It's a mess. Yes. So, are you study online or you are study offline at school? I study online. Oh my god. Are you okay? Are you bored with study online or not? Yes. Bored. Oh no. Bored. Hơi buồn ấy. No. No? Yes, of course. It's no. I don't think that online English is very good. Happy. Yeah, you're happy. So, thank you, Võ Minh Khang. Yes, you great. Võ Minh Khang vẫn rất là giữ cái phong độ năng lực của mình nha. Ok, that's the end for the unit 1. Và sau buổi hôm nay thì cô nghĩ chắc chắn là chúng mình sẽ phải đi lại chương trình đúng không nhỉ? Ok, with unit 1, reply to unit 2, we have the painting. Painting. Yes, the painting. Look, listen, and color. Color the pencils blue. Ok. Can you, who can color the picture for me? Bây giờ có bạn nào có thể color the picture cho cô nhỉ? Color the picture here. We have 1, 2, 3, 4, 5 pictures here. So, Duy Phong nào. Yes. Hello, teacher. Good evening, Duy Phong. So, how do you do today? Okay, Anna? I'm great. Yes, you're great. And about me, it's not bad for the day because it's a little bit hot. So I feel a little bit tired. But now I'm in the class, I don't feel tired anymore. So Zui Feng, the first. Color the pencils blue. Color the pencil blue. So which picture is a pencil? Which picture is the about? Picture 4? Ah, the picture 4. Okay, great. So now, what color are these pencils? What color? It's blue. It is blue. So now I will color the pan yellow. Yes. And next one. Color the pan yellow. What is a pan? Which picture is a pen? It's a picture 1. It's a picture 1. Great. Cái pen mà bạn Duy Phong đang nhắc đến đó là cái chảo. It's a picture 1. So what color is a pen? It's yellow. It's yellow. Great job. So now thank you, Duy color Phong. The grandparents. Good. Purple. Yeah, thank you so much. Chút nữa cô sẽ xem lại bảng điểm danh và tích điểm cho Duy Phong trong lớp mình nha. Thank you. Và cả Võ Minh Khang nữa. Okay. So, move to the next question. Move to the next question. I want to call the new students today. Lê Huỳnh Ngọc Nhi nè. Okay, it's a new one, right? Good evening.
Good evening. Yes, good job. So now, Lê Huỳnh Ngọc Nhi, are you the new student? Yes. Yes, great. So now, let me check your English ability. So listen. Color the grandparents purple. Okay. Color the grandparents. What picture is about grandparents? Picture tree. Picture tree, great. And what color are they? Purple. Okay, great. Purple, great job. Color the grandparents purple. Purple? Okay, purple here. It's color the brother and sister green. Okay, next one. Brother and sister. Which picture is about brothers and sisters? Color the brother and sister green. Five. Great. So what color are they? Green. Pink. Good job. Color the brother and sister green. Green? Green. Yes. Yeah, color the book red. And the last one, what color is the book here? Red. Red. Great. Keep up the good work. Yeah, so now, give up the good one. Yeah, you look at this. Some of the students here, now mình sẽ check lại một số các cái lỗi pronunciation mà các con hay gặp nha. Thì như vừa rồi cô có kiểm tra một số bạn thì làm bài rất là tốt, các bạn nghe hiểu tốt và chắc là mặt bằng chung của các bạn là sau một gần như là gần mình sang đến kỳ 2 đúng không nhỉ? Kể cả các bạn bé lắm của lớp cô thì bây giờ cũng đang học kỳ 2 lớp 1 rồi. Đó, thì các bạn cũng đã biết một số các từ cơ bản rồi. Đó, nhưng mà tuy nhiên là một số lỗi phát âm của chúng mình ý là về phần âm đuôi thì mình lưu ý nhá. Có lẽ là bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ dạy lại từ đầu cho các bạn. Được không nhỉ? Right. Ah, look at the chat now. Red. Oh, các bạn ở trong phần chat, các bạn làm bài rất là đầy đủ, rất nhiệt tình luôn. Ok, Tiên Dương, tất cả các bạn ở trong phần chat vừa rồi đã gửi cái phần đáp án cho cô nhá. Right. Ok, next. We move to the next. Story time. Yeah, we have a story. Look. Sequence. Listen. Story time. Look, listen, and read along with the story. A big family. Is this your photo album, friend? Yes. These are pictures of my family. Who are they? That's my father and mother. How many brothers do you have? I have three brothers, Stan, Dan, and Van. And who are they? They're my sisters, Jan and Nan. Who's she? She's my baby sister. What's her name? Anne. Okay. In this part, we have a. In this part, we have a story, right? We have a story. So I want one of you to read the story again for me. Thế cô muốn một bạn nha sẽ đọc lại chuyện cho cô nhá. Right? Who can? Who can read the story again for me? Nguyễn Vũ Lân à? Who is Nguyễn Vũ Lân? Yes? Hello, teacher. Yes, good evening, Nguyễn Vũ Lân. How do you do today? I'm fine. Good or great or not? We don't need some five, okay? Now, so can you read the story for me and all the class here again? Yes.
Yeah, so now with a big family, go on. Go ahead. Is this a big family? Mm-hmm. Is this your photo album, friend? Yes. These are pictures of my family. Where are they? What's my father and mother? How many brothers do you have? I have 3 brothers, Stan, Dan, and Van. Mm-hmm. And where are they? They are my sister, Jan, and Nan. Yes. Who is she? She's my baby sister. Who's she? Anne. She's my baby sister. And who are they? They're my sisters, Jan. Okay, good. Keep ahead. Nó tiếp tục nào. Nó nhảy trang là nó tự đọc đó mà. À, vừa nãy là nó bị nhảy mất bạn của mình rồi, Nguyễn Vũ Lân nào. Tắt mic. Okay, can you hear me? Yes. Yes, okay. You keep going with your story now. And where are they? Mm-hmm. They are my sister Jen and Dan. Yes. Who is she? She's my baby sister. Great. What's her name? And great. So now, do you understand whole the story? Do you understand whole the story? Con có hiểu toàn bộ câu chuyện không? Con thưa cô là con hiểu tất cả. Con oh. Hôm qua con học thầy đến cô. Con học cũng học Pantado luôn mà. Wow, học sinh cứng của Pantado. Thế con học thầy gì ở Pantado vậy? Con làm thầy Dương này, chị Ngọc My này. Wow, Ngọc My hả? Cô Ngọc My hả đúng không? Vâng. Wow, thế thì bảo sao vừa có giọng đọc hay mà mình lại vừa hiểu bài này. Vừa thế là con kèm 1-1 lâu rồi đúng không? Vâng. Thì không thể nào mà đánh giá thấp được học sinh của nhà mình đâu đúng không nhỉ? Right. Thế bây giờ cô có một cái question nho nhỏ cho con nhá. So, in this picture, they are introducing about the baby sister, right? What's her name? Her name is Anne. Anne, great. So now, another question. How many brothers is the boy have? How many brothers does the boys have? Three. Yes, who are they? They are Stan, Dan, and Van. Great job. What is your full name, baby? Có thể hỏi tên đầy đủ con là gì không? What's your full con name? Con tên thật là Nguyễn Vũ Lân ạ. À, Nguyễn Vũ Lân nhỉ? Thì Nguyễn Vũ Lân nha. Chút nữa thì có cái phần điểm danh ấy, con sẽ tích điểm cho Nguyễn Vũ Lân nhá. Thường thường là của lớp của cô ấy sẽ có điểm danh. Dù là lớp đông đông đến mấy thì vẫn có điểm danh và có tích điểm với các bạn nha. Right. So, thank you, Nguyễn Vũ Lân. Wow, amazing, right? The unit 2 will have this topic about family, right? And how about unit 3? Are you ready for the unit 3? Are you ready for this? Are you ready for unit 3? Mình sẽ đi qua một số các bài nha để mình ôn nha. Unit 2 thì về family rồi.
Cô ơi, chiều con cũng vừa mới học Pantado xong. Yes, đó. Trời ơi, các học sinh cứng. Các bạn học giỏi thế này thì có cần phải học lại sách không? Hay là chúng mình tuần sau mình sang sách 2 luôn để chúng mình có những cái bài nó xứng tầm hơn với các anh em được không nào? Ok. Nào sợ. Em cũng thế. Wow, rất rất đông học sinh của Pantado. Các bạn tham gia lớp cộng đồng của cô Ngọc. Right. So, okay, are you ready for the unit 3? Unit 3. Con học cô Mercy. À, cô Mercy à? Cô Memorize. Cô Memorize. Okay. Các bạn học cô Mercy này. Now, unit 3. My body. About the unit 3 now, we will have some exercise about parts of the body. Of the body here. Trong cái bài unit 3 này, thì mình sẽ có một số các cái bài tập liên quan về về gì nhỉ? My body, nào, về cơ thể nào, bộ phận cơ thể đúng không? About drag and drop. Drag and drop. Look and listen. Put the letter. Sequence. Story time. Painting. Painting. Look, listen, and color. Color the eyes yellow. Okay. I want one person to... Con học cô Daisy và thầy Long. Wow, từ từ nào. Đấy là lớp mình hiện tại bây giờ đang có rất nhiều các học sinh đang học kèm một bột. Và đợt trước là các bạn mà không học kèm mà các bạn đã học giỏi thôi. Thì những bạn mà được học kèm với đấy cô chỉ có kiểm tra qua thôi, các bạn nữa học rất là ngang tầm sức các thứ, rất là giỏi này. Thì thế nào nhỉ? Thầy cho thầy Vũ này. À, cho thầy Vũ à? Rồi, cho thầy Long nào. Kiệt là cho thầy Long, cô Daisy này. À, thế Minh Khang học cô nào? À, Đặng Vĩnh gì đây? Bạn Đặng Vĩnh gì đó, học cô Hiền này. Học Hân này, học cô Memrise này. Ồ. À, ok. Chắc là lớp mình cũng phải mở thêm một cái thi để xem là học sinh cô nào trò nào đây để cô còn biết đường nhá. Nào bây giờ quay lại trở lại với bài tập ngày hôm nay nha. Thì cô muốn gọi một bạn nào. I want one person to join the exercise now. Tú Phương à? Ok, để cô tìm Tú Phương nhá. Here we go. Yes, can you hear me? Yes, teacher. Yes, oh yeah. Long time I don't hear this sound. Cái giọng của con thì không bao giờ lẫn đi đâu được, đúng không? Yes. Are you so funny? Okay, so now the first question. Do you... Color the eyes yellow. Yeah. Color the eyes yellow. Oh my God, look at my student now. Color the nose and mouth red. Can you? Color the nose and mouth. Which color? It's red. I think that is red. Okay, let me check it. Wow. Color the hand purple. Color the hands purple. Color the ear orange. Color the ears orange. Color the girl with long hair brown. Color the girl with long hair brown. Oh my God. How can you listen all of the words like that? Tú Phương đợt này trình độ lên cao thế nhỉ? À, thế cô chia sẻ một chút cái bí quyết gì trong cái thời gian học online ở nhà mà lại đảm bảo được cái trình độ nghe và bây giờ chép chính tả được cái này à con? Cô thấy là con nghe là không có thiếu được chữ nào ấy. Thế Tú Phương chia sẻ cho các bạn một chút nào. À, con tắt mic rồi à? Thế để cô mở lại nhá. Khổ lắm.
Okay, I'm here. Yes, good. Can you share for hold the class here? How did you study English? How did you study English? Có học tiếng Anh như nào? Vì con học lớp rất nhiều lớp tiếng Anh ấy, kiểu thế. Ok, thế con có ôn đi ôn lại class. Kiểu như con ít khi ôn nhưng mà con vẫn ôn. Thế là vẫn được kèm đúng không? Yes. Yes, good. Oh, I have so many teachers. Oh, you have so many teachers who, yes. Who started. Trong đó có cả cô Ngọc. Trong đó có cả cô Ngọc. Thế cô Ngọc bây giờ là có rất nhiều students đấy. Thế là Tú Phương là Tú Phương has so many teachers, but now with yes. Miss Ngọc who has so many students today. Okay, thank yes. you Tú Phương. Now we will talk later, right? Yes. Okay, thank you Tú Phương. Teacher. Phần điểm danh nha. Vừa nay cô giáo sẽ let see phần chat nào. A à, Khuê, Khuê nha. Bùi Thục Quyên, Đỗ Hương Chi. Okay, so now next one. Story time. Sequence. Look and find. Okay. Look and find. Click on each toy dog you see. Okay. I want one person here. Lần này là mình sẽ phải dùng cái màn hình nha. Thì cô muốn có một bạn đảm bảo cho cô là mạng nhà mình đang rất khỏe. Có thể mạng đang rất khỏe để có thể tham gia bài này làm giúp các bạn nào. Bạn nào nào? Who can? Who can? Bùi Thủy Dương. Nào, who can? Who can? Các anh chị gọi cội Ngọc Khuê, Bùi Thủy Dương này. Rất là tự tin tại vì các bạn đã học rất là quen với cô Ngọc rồi. Thế bây giờ hôm nay cô thử gọi một số các cái bạn nhỏ nhỏ tuổi hơn để các bạn xem là tình hình học nào được không? Các bạn xem là các bạn ấy học như nào được không nhỉ? Right. ST Đạt Honor and Quindas. Oh, baby boy. Các bạn nhớ là để tên đầy đủ nhá. Không là lúc điểm danh là cô không biết là ST Đạt với cả cái gì Quindas là ai đâu. Ok. Yeah. Nào, thế bây giờ cũng tò mò. Cái bạn gì đây? Nào, giơ tay cô xem nào. Raise your hands. Raise your hands. Cô đang nhìn ở trên màn hình nha. Con nhìn trên màn hình nha. Mạng khỏe nha, mạng khỏe nha. Mạng cực khỏe luôn. Ok. Mạng khỏe nào. Nguyễn Vũ Lân à? Nguyễn Vũ Lân vừa đã trả lời rồi. Nguyễn Vũ Lân muốn click vào nhìn. Hát cho Nguyễn Vũ Lân nha. Nguyễn Vũ Lân là đảm bảo là không bị lag giật gì đâu nha. Right, ok. Con cá con không bị lag. Ok, thế bây giờ để cô tìm tên của con để cô cho con quyền truy cập chuột nhá. Ok, can you use my mouse here? Can you use the screen now? Nào, Nguyễn Vũ Lân nào. Bây giờ con có thể dùng chuột rồi đó. Nào, các bạn nhìn Nguyễn Vũ Lân làm bài tập nhá. Bây giờ là ai mà bây giờ mà sai là không phải do cô Ngọc. Ok. Nào Nguyễn Vũ Lân mở mic nào. Để cô mở mic cho Nguyễn Vũ Lân đã. Dạ. Cô làm đi. Ok. Nào, this request of the exercise here, the click the dog toy, the toy dogs. The toy dogs. Oh great. Keep up the good work. Ôi mạng có vẻ mạnh mẽ nhỉ. Yes, thank you Nguyễn Vũ Lân. Nào, who can? Nguyễn Vũ Lân đã tìm rất là tốt về phần toy dogs ngày hôm nay. Đó, thì các bạn có muốn làm tiếp không? Bạn nào bạn khỏe tiếp nào? Who? Ngọc Hân à? Bạn khỏe à? Trần Hoàng Bách à, bạn khỏe không? Bạn khỏe không để mình tiếp tục nào? Nào, my body đã xong rồi nào. Thế mình sang về phần bài My Favorite Clothes nào. Look and find. Look and find. Look and find. Click on each pink shoe you see. Click on each
pink shoes you see? Pink shoe nào, các bạn nào ghi cho cô là pink shoes. What does it mean? What does it mean, pink shoe? Con đi mà, Ngọc Khuê á. Ơ, thích cho Khuê nào. Ôi, nhớ Khuê quá. Khuê ơi. Nào, thế bây giờ cô gọi Khuê nha. Các bạn ở dưới nào cho cô nào. Thế, à, Hân, ok, Hân. Hân bài sau nha. Mình có tận 19 bài cơ các bạn ạ. Hôm nay bài mình hơi dài. Right. Và mình hơi dài luôn. Và mình quá dài luôn ấy. Các bạn phải giữ vững tinh thần nha. Có cốc nước ở bên cạnh chưa? Không là không học được đâu. Hân đâu rồi? À, Khuê đâu rồi? Cái gì nhỉ? Ngọc Khuê em mèo mơ hả? Yes, we will. Good evening. Nếu mà đã học lâu của lớp mình thì mình sẽ nói là good evening, đúng không? Chứ mình không dùng hello nữa nha. Dạ, giờ con làm gì cô? Now you can use my screen. Choose the pink shoes. The pink shoes here. Okay. Wow. Good job. Super. Super. Good job. Thank you, Ngọc Khuê. Thế chưa? Thế bây giờ là bài này dễ quá đúng không? Thế bây giờ cô muốn nâng cao một chút cái bài tập này nào. Nâng cao một chút cái bài tập này nào cho các cái bạn khác nào. Thế chưa? Thế là bài tập của Ngọc dễ quá nhỉ? Thế từ tuần sau mình sang sách mới chứ mình không cần học lại sách này nữa nhá. Nha, yeah, ok, thống nhất nha. Bây giờ tiếp tục nào, tiếp tục Ngọc Hân nào. Bây giờ cô có một cái bài nữa. Ok, multiple choice. Multiple choice. Look and listen. Choose. She's wearing a yellow jacket. I will call Ngọc Hân. Ok, Ngọc Hân, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Ngọc Hân. So now I will let you to use the screen. Bây giờ cô nha, đến giờ kiểm tra của các bạn rồi. Bây giờ cô sẽ cho các bạn lần lượt random những cái bạn làm bài tập trực tiếp ở trên máy. Được không nhỉ? Và cô sẽ không làm nữa để cho các bạn làm và các bạn thỏa sức nha. Ngọc Hân nào, chuẩn bị dùng máy nhá. Ngọc Hân nào, can you... Vâng ạ. Listen. She's wearing a yellow jacket. Nào. She's wearing a yellow jacket. Con đọc lại câu đấy nào. She's wearing a yellow jacket. Con nghe thấy á? She's wearing a yellow jacket. Không có tiếng hay là con không nghe rõ? Con không có nghe thấy một cái gì cô ạ. À thế để cô nha, để cô xem nào. Nào con bỏ chuột ra nào để cô nào. Ok. Uyên Nhi đang đọc cái gì? Yeah. Khang đang ăn cái gì kia? Ôi giời, bắt quả tang cả lớp nhá, bắt quả tang chờ Võ Minh Khang đang ăn ăn vặt trong lớp. Ôi giời, vừa mới mở store share cái đã thấy bạn Minh Khang của chúng mình đã đang cầm một cái hộp ăn vặt. Con chia sẻ cho cô xem là trong cái lúc của bạn Ngọc Hân nó đang làm bài tập một cách chăm chỉ thì bạn Minh Khang đang ăn cái gì đây? Đấy. Hả? Minh Khang, con ăn gì? Ôi. Ồ, không nha, ở trong lớp cô Ngọc là chỉ cho uống nước rồi chứ không có ăn vặt đâu nghe chưa? Con nhưng mà nghe... không uống nước. Nhưng mà nghe con tôi nhớ là bắt đầu con lắm là cô mới cho mở mic chứ, không có giận là không có cho mở mic à. Ấy giời, không giận nha, cả lớp nha, đừng Azua giận đấy. Nào, Ngọc Hân đâu? Cô vừa mở share âm thanh rồi con thử ấy lại nào. Con thử làm lại nào. She's wearing a yellow jacket. She's wearing she a wearing she's wearing a yellow jacket. She's wearing a yellow jacket. Good job. So where is the yellow jacket? Cả lớp comment cho cô nào. Yellow jacket ở đâu nhỉ? Giúp bạn Hân nào. Click yo. Ooh. She's wearing a red shirt.
she wearing a red scarf? She or he? Ah, we have a boy and a girl here. The boy or a girl wearing the red shirt? She's wearing a red shirt. She wearing a red scarf. Thế con click vào nào, con click vào đáp án nào. Click. Good job. She's wearing a funny hat. She's wearing a funny hat. She's wearing a funny hat. Okay. Where's the funny hat here? He's wearing brown pants. He's wearing brown pants. He wearing a brown, có màu brown, brown pants. Brown pants. 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 Good job. Rồi con đoán là cái quần nha, cái quần màu gì nhỉ? Màu brown. Oh, that's black pants. Không sao. Yes, good job. He's wearing black shoes. He's wearing black shoes. He wearing black shoes. Yeah, black shoes. Black shoes. Vừa nãy là bạn nào bạn vừa mới Ngọc Khuê đây, vừa tìm pink shoes xong thì bây giờ trong bài này là có black shoes nè. Right? Good. Gotcha. Super. Super. Nào, thank you. Đấy, Ngọc Hân này cũng giữ vững phong độ đấy chứ. Nào, thế cô xin chuột nha. À, thế là nhà các bạn ở đợt này là mạng mẽo là rất ổn định đấy. Đợt này mà cô mà gọi là không có bảo là nhà con đang mắc mạng nó nha. Nào, cho cô xin cái chuột nào. Ngọc Hân bỏ chuột nào. Thank you. Bỏ tay ra khỏi chuột không một lúc nào. Ngọc Hân nào. Rồi, thank you. Có một số bạn là đang nhắn tin cho cô bảo là em vừa mới bị ao ra ấy. Đấy, bị ao ra, cho nên là cô sẽ cho các bạn vào nhá. Nào, cô xin cái chuột nào, con không sorting. Dùng chuột nào. Con dùng chuột nào. Look and listen. Put the clothes for cold weather in the blue box. Put the clothes for hot weather in the red box. Ok, có một số bạn bị ao ra mất. Ok, nào, cái bài về uniform favorite clothes, right? Concentration. Cái bài này sẽ luyện về look trí nhớ ngắn hạn. Listen. Match. Ok, so now, cô sẽ chia lớp mình ra làm... hôm nay không được hả? Cái bài này sẽ phải ghi trí nhớ ngắn hạn nha. Và các bạn là sẽ lấy bút cho cô nào. Where's the pen? I need you to show me the pen and a piece of paper, right? Cái bài này là cần trí nhớ ngắn hạn nha. Cái bài này hơi khó một chút á. Right. Sau bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn là ôn tập này cũng như là mình đi hết quyển sách hay chưa? Right. Nào bây giờ các con sẽ lấy bút và tờ giấy nháp của các con. Okay. Here we go. You see it? Yeah. We have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, it's total 12 picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Nhiệm vụ của các con là sẽ ghép hai bức tranh có nghĩa và có nội dung tương tự với nhau. Okay. Are you ready for this? Chuẩn bị cùng nhé. Yes. Và cô sẽ chuẩn bị start nha. Không sao, mình có nhóm riêng mà cô sẽ gửi cho các con phần làm bài tập riêng này. Lớp cô Ngọc thì phải dùng riêng chứ, đúng không? Các con không phải lo nhá, cô sẽ lo hết. Right. Nào, bây giờ việc của các con là tập trung học. Shirt. Nào, shirt. Con đoán xem là bức tranh nào. Pants. Nào nhớ nhá, không phải hai cái trùng lặp nhau đúng không? Hat.
Dress. Jacket. Dress. Okay, so now. Dress. Which one? Which one? Which one? Nguyễn Ngọc Minh Anh nào. Good evening. Three. Okay. Three. À không. Mười. 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 Good job. Thank you, Minh Anh. Next one. Shirt. Okay, four. Four. Who can? Các con nhớ nào, four, a shirt. Mình đã nhìn thấy cái shirt ở đâu nhỉ? Bạn nào đây? Tiến Minh à? Rồi, rồi, rồi. Ai comment đầu tiên nhỉ? Who? Rồi, con nhìn thấy Tiến Minh ghi đầu tiên. Shirt. Rồi, great. Nhanh. Ồ, cũng không nhớ là cái shirt nó ở đấy đâu. Không liên quan là tiếp tục nhá. Next one. Hat. Where's the hat? Where's the hat? Hello, ơi, hat ở đâu nhỉ? Where's the hat? Hat. Wow, Phú Phương giỏi, Vũ Lân giỏi, Minh Khang giỏi quá. Phí Kim Ngân cũng rất giỏi. Ai comment đầu tiên? Phí Kim Ngân. Wow, tiếp tục là next one. Tôi thử mở một bức tranh nhá. Boots. Boots. Con đoán xem là các con đoán xem là boots sẽ đi với cái nào. Jacket. What is the jacket? Jacket. Jacket. Where's the jacket? Jacket. Yes. Look at that. Boots. Chứ không được bật điều hòa này. Đâu, không phải bật đâu. Điều hòa phải bật để cho quần áo nó khô thôi. Boots. Where's the boots? Đoán là 11 or 12? Pants. Hey. Oh, no more. Boots. Boots. Yeah. Pants. Pants. Great work. Yeah, thank you for the class. Cả lớp làm tốt lắm. Yeah, of course here. Yeah, so look at this now. Here, các cái chỉ nhớ ngắn hạn rất là tốt đúng không? Nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn nhá. Thường thường thì các bạn học ở lớp của cô ấy cứ đến sáng ngày hôm sau sau buổi học thì mình sẽ có bài tập. Bài tập của chúng mình thì có thể là một bài thuyết trình này, hoặc là mình làm bài tập trên app này, hoặc là mình làm bài quiz này. Và các bạn nhớ là phải nộp bài tập đầy đủ nhá. Còn nào sau buổi học ngày hôm nay thì cô thấy là có rất nhiều bạn thì các bạn vẫn chưa thể nào mà mình bắt đầu học sách mới đúng không? Nhưng mà có những bạn thì mình lại đang có cái năng lực học tiếng Anh rất là tốt. À, Phương Nhi rất là nhớ. Phương Nhi rất là nhớ. Ok, thank you Phương Nhi. Dạ, yeah. Thì bây giờ như sao nhỉ? Trong cái lớp Zalo ấy, đến bắt đầu từ buổi sau nhá, thì những cái bạn một cô sẽ chia lớp thành 4 nhóm đúng không nhỉ? Cô chia lớp mình thành 4 nhóm và có những cái bạn mà học giỏi và cả những cái bạn mới học nữa sẽ cùng nhau chia nhóm và mình hoạt động nhóm nhiều hơn nhá. And now, this is the end of the class, Phương Nhi. Okay, I need to call Phương Nhi now. But you're so pretty here. So, now, can you remind how the class? Can you remind how the class? What will we do after the lesson today? Open the microphone, please. Con mở mic nào. Con mở mic nào. Yes. This is the end of the class now, so you need to brush the teeth, right? Brush your teeth, wash your face, and go to bed. Oh my god! It's like the slogan of Miss Ngọc, right? Con nhớ lắm đúng không? Wow, mặc dù cũng là long time no see các bạn rồi, nhưng mà các bạn
đều rất là nhớ nha. Đúng rồi đấy, sau mỗi buổi học thì cô đều nhắc nhở các bạn rằng là you need to brush your teeth, wash your face, and you need to go to sleep now. You need to follow on Zalo. Các bạn nhớ là xem Zalo nhá, để có thể biết được bài tập của mình này, nộp ở trên hội nhóm này. Và các bài tập thì con không phải lo, không phải lo phần sách. Cô sẽ lưu lên trên Zalo của các bạn theo dõi nhá. And now, I need to say goodbye. Bye bye. Open hold the class. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Bye bye. Not been. Cô ơi.